khi dứt lời bây giờ kính chúc nhiều một bữa cơm chiều thật ngon may mắn gia đình vậy nha, và người thân thương và giàu song hành ha, nói trong vòng 80 của người yêu thương vậy nha, chúc cho những người còn mẹ để yêu thương ôm ấp gia đình.